Xin thân chào bạn hữu cơ. Trong video này, em xin giới thiệu với các bạn hai trận đấu hay và hấp dẫn của ngoại tinh Lai Khách Vương Thiên Nhất. Với những trận đấu luôn đầy biến hóa, công thủ sâu đòn, đẳng cấp hàng đầu của làng cờ Trung Quốc và thế giới hiện nay. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Chứ 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 Chứ将军将军
吃。吃。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将
将军。将军。将军。将军。吃。吃。吃。将军。将军。吃。吃。吃。吃。
将军。将军。将军。Tới đây, người đẹp Hà Y Di buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai của Vương Thiên Nhất.
吃 吃 吃 吃
将军。将军。吃。吃。将军。
将军。将军。吃。Sát cục, Triệu Uông Hạc buông cờ. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.